Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giá Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giá Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi sáng ngày thứ ba, ngày 20 tháng 12 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, dù nguồn cung thịt heo ra thị trường ở nhiều địa phương vẫn dồi dào, nhưng theo các đầu mối, lượng heo có chất lượng cao lại không nhiều. Tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam, nguồn heo về chợ trong ngày hôm nay vẫn khá nhiều và điều đáng chú ý, tỷ lệ heo nái thải và heo mỡ có số lượng lớn. Theo giải thích của các đầu mối kinh doanh thịt heo ở khu này cho hay, do giá heo thịt và heo giống đều giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao khiến người chăn nuôi không có lãi. Nhiều hộ chăn nuôi đang bán để cắt lỗ. Hiện, giá heo hơi ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay vẫn dao động trong khoảng từ 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Số ít các địa phương, những đàn heo siêu nạc thì mới bán được với mức giá 54.000 đồng, còn phổ biến trong khoảng 52.000 đồng nhiều hơn. Đặc biệt, một số địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình hay là đối với tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Mức giá 54.000 đồng trên 1 kg vẫn xuất hiện ở các địa phương này nhưng không có nhiều. Bên cạnh đó, nhiều địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi có đàn heo lớn như khu vực Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực vùng cao, đặc biệt là khu vực Lào Cai và Yên Bái trong ngày hôm nay, các hộ chăn nuôi báo giá 53.000 đồng trên 1 kg là phổ biến. Hay đối với các tỉnh ở khu vực Đông Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn hay là đối với tỉnh Bắc Cạn cũng dao động trong khoảng từ 51 cho đến 54.000 đồng tùy thuộc vào từng địa phương. Trong khi người chăn nuôi đang đứng trước nguy cơ thua lỗ do thị trường ảm đạm, giá cả ở mức thấp cho dù chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thì theo thông tin từ một số đại lý cám, dự kiến đến cuối tháng 12 tới đây sẽ có thêm một đợt tăng giá thức ăn chăn nuôi mới do nguyên liệu đầu vào trên thế giới đang tăng cao. Bởi vậy, người nuôi và đặc biệt là những người chăn nuôi nhỏ lẻ tái đàn từ tháng 8, tháng 9 để kịp tiêu thụ dịp lễ Tết cuối năm trong tình trạng thấp thỏm không yên. Ngay như các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng ở mức thấp, nhiều nơi đã xuống dưới 50.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt một số địa phương ở thị trường miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ghi nhận, các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi tại một số địa phương như Quảng Nam, Đà Nẵng hay là đối với Bình Định, Phú Yên hiện nay đang dao động trong khoảng từ 49 cho đến 53.000 đồng và hầu như các địa phương này cũng không có sự thay đổi trong ngày hôm nay. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên đang giữ giá trong cả một tháng qua với mức giá 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum và tỉnh Đắk Lắk trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 49 cho đến 52.000 đồng. Giá heo sỉ tại các chợ đầu mối lớn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay đi ngang, điều đó cho thấy giá hơi ở trong dân vẫn tiếp tục không có xu hướng giảm thêm. Tại một số địa phương ở khu vực miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Cao nhất ở thị trường miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay ghi nhận mức giá 54.000 đồng nhưng cũng không có nhiều mà chủ yếu rơi vào những đàn heo siêu đẹp, heo nạc. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ có mức giá 49 cho đến 53.000 đồng. Một số địa phương như Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang hay là đối với khu Cần Thơ và Tiền Giang đang phổ biến trong khoảng giá như vậy. Hầu như mức giá 54 cho đến 55.000 đồng rất hiếm ở các tỉnh thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay. Theo ghi nhận của Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, tổng lượng heo mảnh về chợ đầu mối Hóc Môn trong buổi sáng ngày hôm nay dao động khoảng 5.700 con. Giá heo sỉ phổ biến trong khoảng từ 71 cho đến 72.000 đồng trên 1 kg và chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong ngày hôm nay, mức giá 52 cho đến 53.000 đồng phổ biến nhiều hơn. Ghi nhận ở huyện Thanh Miện của tỉnh Hải Dương, các hộ chăn nuôi báo giá 53.000 đồng. Khu vực Hải Phòng trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 52 cho đến 53.000 đồng. Hưng Yên có mức giá 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Khi nhận, một số hộ chăn nuôi báo giá quanh thành phố Hưng Yên của tỉnh Hưng Yên có mức giá bình quân 53.000 đồng. Củ khoái trầu của tỉnh Hưng Yên phổ biến trong khoảng từ 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc phổ biến trong khoảng 52.000 đồng. Khu vực sông Lô, nhiều hộ chăn nuôi đang báo giá trong khoảng giá như vậy. Bắc Ninh trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi. Một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Lương Tài của tỉnh Bắc Ninh phổ biến trong khoảng từ 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Yên Phong có mức giá thấp hơn 51 cho đến 52.000 đồng. Nam Định phổ biến trong khoảng từ 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Heo đẹp nhiều nơi báo giá ở huyện Hải Hậu của tỉnh Nam Định vẫn dao động trong khoảng 52 cho đến 54.000 đồng. Ninh Bình phổ biến mức giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Hà Nam trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 51 cho đến 53.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá ở trong dân đối với huyện Thanh Liêm có mức giá 52 cho đến 53.000 đồng. Khu vực Kim Bảng phổ biến mức giá 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình có mức giá dao động từ 51 cho đến 54.000 đồng trong ngày hôm nay. Thái Nguyên phổ biến mức giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu vực thành phố Phổ Yên của tỉnh Thái Nguyên trong ngày hôm nay có mức giá dao động 52.000 đồng, khu vực Đại Từ 53.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ trong ngày hôm nay cũng chỉ dao động từ 51 cho đến 53.000 đồng. Bắc Cạn có mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Quảng Ninh trong ngày hôm nay có mức giá khá cao 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Lạng Sơn phổ biến trong khoảng từ 52 cho đến 53.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn trong ngày hôm nay bình quân 53.000 đồng. Lào Cai phổ biến trong khoảng từ 52 cho đến 54.000 đồng. Yên Bái có mức giá 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó đối với tỉnh Hà Giang dao động 50 cho đến 54.000 đồng. Ghi nhận ở huyện Vị Xuyên của tỉnh Hà Giang các hộ chăn nuôi vẫn báo giá 53 cho đến 54.000 đồng. Hay khu vực Quảng Bạ phổ biến trong khoảng 52.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với lợn đen ở khu vực này có mức giá rất cao 58 cho đến 62.000 đồng. Cao Bằng trong ngày hôm nay, lợn trại phổ biến trong khoảng từ 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi, 51 cho đến 53.000 đồng phổ biến nhiều hơn. Trong khi đó, nhiều địa phương ở khu phía Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu hay là đối với tỉnh Điện Biên dao động trong khoảng từ 51 cho đến 54.000 đồng đối với heo trại. Còn đối với tỉnh Hòa Bình phổ biến 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay cũng không có sự biến động. Thanh Hóa phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Yên Định, một số hộ chăn nuôi báo giá dao động 52.000 đồng. Nghệ An phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 51 cho đến 52.000 đồng. Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế dao động 50 cho đến 53.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay ghi nhận khu vực Quảng Nam và Quảng Ngãi có mức giá bình quân 51 cho đến 53.000 đồng. Bình Định phổ biến mức giá 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt, một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Phù Cát của tỉnh Bình Định có mức giá khá thấp, chỉ dao động 49 cho đến 50.000 đồng. Phú Yên có mức giá bình quân 52.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa 51 cho đến 53.000 đồng. Ninh Thuận phổ biến 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Bình Thuận có mức giá dao động 51 cho đến 53.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Đức Linh của tỉnh Bình Thuận trong ngày hôm nay phổ biến dao động 52.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi. Gia Lai và Kon Tum có mức giá 49 cho đến 52.000 đồng. Đắk Lắk phổ biến trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Lâm Đồng và Đắk Nông cũng trong khoảng giá như vậy, 50 cho đến 53.000 đồng. Trong khi đó các tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai phổ biến 52 cho đến 53.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao nhất đạt 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Bình Phước có mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Ghi nhận, một số hộ chăn nuôi báo giá khu vực Bình Long dao động 52.000 đồng, khu vực Bù Đốp 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Bà Rịa Vũng Tàu bình quân 53.000 đồng. Bình Dương có mức giá 52 cho đến 53.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Tây Ninh cũng không có sự biến động, 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá cục bến cầu của tỉnh Tây Ninh trong ngày hôm nay đạt 53.000 đồng. Trong khi đó, đối với các tỉnh ở khu miền Tây Nam Bộ như Sóc Trăng phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 52.000 đồng. Khu Trà Vinh trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 50 cho đến 52.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá ở Càng Long của tỉnh Trà Vinh đạt 52.000 đồng. Cà Mau và Kiên Giang có mức giá bình quân 50 cho đến 53.000 đồng. Tiền Giang phổ biến mức giá 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó An Giang có mức giá 51 cho đến 54.000 đồng. Bạc Liêu phổ biến 52.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Long An và Vĩnh Long có mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Đồng Tháp, Hậu Giang và tỉnh Cần Thơ trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 49 cho đến 53.000 đồng. Trong khi đó đối với tỉnh Bến Tre, dao động 50 cho đến 52.000 đồng là phổ biến. Một số hộ chăn nuôi báo giá huyện Mỏ Cày Nam của tỉnh Bến Tre trong ngày hôm nay phổ biến dao động từ 51 cho đến 52.000 đồng và hầu như cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin Giá Heo Hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.